Để chủ động quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên, Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch mà Bộ Công an đã xây dựng. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị địa phương tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu và tham gia kê khai thông tin di biến động tại trang web sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn trước khi đi qua các chốt kiểm dịch. Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ y tế, các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố, hướng dẫn người dân kê khai thông tin di biến động tại trang web sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì phát phiếu khai báo y tế để người dân kê khai. Quá trình thực hiện đảm bảo không gây ùn tắc tại các chốt kiểm dịch, không gây ảnh hưởng luồng xanh vận tải, không gây phiền hà, mất thời gian của công dân.